Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip liên quan đến cái này. Đây gọi là cái túi bóng. Bên trong đựng túi bóng. Bên trong nữa đựng đá khô, ok. Thì hôm nay tôi sẽ nghịch đá khô. Cái này gọi là đá khô. Chắc là nhiều bạn không biết đá khô đó là cái gì. Thì bây giờ ok, to đấy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem đá khô nó là cái gì. Đấy, nó rất là cứng. Ok, đá khô này. Đấy. Thật ra nó rất là giống đá lạnh, nhưng mà nó lạnh hơn rất là nhiều. Bình thường đá lạnh chúng ta thì nó rơi khoảng 0 độ C. Thì cái này nó phải âm khoảng tầm 10 độ. Không, đến 50 độ đấy. Cầm lâu là bị bỏng lạnh đấy nè. Không, không nên chơi vào những trò này. Nếu các bạn chơi, các bạn phải bảo hộ cái kiểu đấy. Cái này dùng để bảo quản thức ăn, rất là nhiều. Đấy, bên trong túi bóng nó là một lớp túi bóng. Bên trong lớp túi bóng thì nó là đá khô. À không, cái này nó là gọi là không phải túi bóng mà nó là nó là báo. Đấy, đá khô rồi. Ôi hử, khét lẹt. Ở đây tôi có một cái cốc nước như này, bên cạnh là một viên đá khô. Nó hơi bé thôi, nhưng mà nó sẽ làm nên lịch sử. Ui, lạnh cái liều. Lạnh cái khủng đấy. Cho vào các bạn thấy chưa? Phun trào. Nhìn mát đẹp luôn. Đấy, vì đá khô nó phải như thế này. Lên đây một viên, cái này nó hơi cầm vào rất là lạnh luôn, nó bỏng tay, bỏng lạnh. Bây giờ tôi cho luôn đây. Mát đẹp luôn, đây chỉ là một cốc bé thôi. Đây gọi là rượu, kiểu là rượu tiên nhỉ. Thì là kinh vãi lều luôn các bạn. À, có bạn bảo tôi là thay cái từ vãi lều nó bằng vãi lúa hay là vãi nồi. Đấy, thì là kinh vãi nồi. À. Ông dám uống không? Chịu. Ok, bây giờ là tôi chơi hẳn cái này luôn, cho máu hiểu không? Cho hết vào đây luôn, xem như nào. Nó thằng em nó cho hết vào đây, nó bịt nắp vào nó nổ. Nhưng mà cái này chơi trong nhà nổ không được, không chơi nổ nữa. Bây giờ tôi chơi kiểu là đẹp, nó đẹp, nó kiểu quyến rũ tình cảm. Bây giờ là cầm viên đá khô đâu? Khô đây. Một viên. Hai viên, cho hết vào đây. Chắc nhiều đấy, nhiều chưa? Rồi. Này cho các bạn xem. Đấy, thanh niên đang đứng tè vào đây. Nó giỏ ở đâu ra? Không, cứ cho vào đấy. Tôi chắc thế rồi. Cho cái này nó không khả thi. Nó ra ít quá. Thành niên sóc to. Ngồi sóc to.
Cái này nói chung là nó không hiệu quả, nó chỉ lên một ít thôi. Rất là nhiều đá khô, rất là tốn. Nhưng mà nó không ra đấy. Cái sóc này nó không ra. Đấy, sóc nó mới ra. Sóc nó mới ra. Nhưng mà nó không ăn thua, không hiệu quả. Hết rồi, ok. Bây giờ còn một cục nữa tôi chơi trò khác. Bây giờ tôi còn một viên đá khô như này. Thì tôi cho một phát vào trong cái này gọi là cái nồi nẩu. Tôi không gọi quen. Thì trong đây có nước sẵn rồi. Bây giờ tôi úp cả cái viên đá khô vào đây xem là hiệu ứng nó như thế nào. Cầm nó hơi lạnh đấy nên là tôi sẽ nhả luôn vào. Rồi. Ok. Đẹp chưa? Các bạn thấy tay tôi có thể làm cho nó lạnh buốt được. Ông hút đi. Thôi cái này hút vào đồng ấy, chết đấy. Ông hút không? Vào hút đi. Ông nhà lưỡi dính vào cái tảng băng kìa. Mất băng đấy. Đấy, các bạn thấy nó đang xì ra. Khó chuẩn bị nan dày đặc đến nơi rồi. À, rất là lạnh luôn. Như là hết nước rồi. Đây. Tôi cắm điện và đun cho nó sôi, nó phun khó lên cho nó át. Đấy, bắt đầu đấy, bắt đầu đấy. Có nổ không đấy? Thì bây giờ họ bắt đầu là phun làm bằng. Cái này uống được không em? Uống được. Em uống đi. Thôi đùa này lắm lắm. Ngày mai báo sẽ đưa tin các thanh niên bị ngu trong nhà chết ngạt. Vừa bắn được một con bé. Ok, bây giờ tôi sẽ dừng clip này đây bởi vì là đau đầu lắm rồi. Hít cái này vào trong phòng phòng kín thì nó ngoẻo hết rồi thôi, mà đá nó cũng hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn.